Xin chào toàn thể quý anh chị, em là Tài đến từ Mazda Bình Triệu, Thành phố Hồ Chí Minh, và hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến quý anh chị chiếc Mazda 3 Luxury màu xám, một cái màu mà em cực kỳ thích trong cái dòng Mazda ha quý anh chị ha, màu xám rất là đẹp luôn. Con Mazda 3 phiên bản Luxury này hiện tại đang có giá niêm yết ở thị trường Việt Nam bản sedan nha quý anh chị là 619 triệu đồng, và nếu mà quý anh chị lăn bánh ở thành phố á thì tầm khoảng 677 triệu nha quý anh chị nha. Đó. Đây là một cái phiên bản giữa nhưng mà cũng hầu như là đã được trang bị rất là nhiều những cái tính năng nha quý anh chị ha. Đó, về phần đầu xe nè, xe được trang bị cho chúng ta là cụm đèn LED nè quý anh chị. Có tự cân bằng góc chiếu cho mình nha quý anh chị nha. Và cái phần đèn sương mù nè, nó nằm ở phía dưới một cái cụm đèn này. Ở trên thì cái đèn xi nhan tích hợp với đèn chạy ban ngày ở phía trên nè. Đó, và phía bên đây thì chúng ta sẽ có một cái đèn định vị ban ngày màu vàng đó. Con xe này hiện tại đang mang trong mình có động cơ là 1.5 hút khí tự nhiên SkyActiv thôi quý anh chị đó, và hộp số tự động 6 cấp nha quý anh chị nha. Và phần thân xe thì xe được trang bị cho chúng ta là một cái phần mâm đúc hợp kim nhôm 16 inch đây, mâm đúc hợp kim nhôm 16 inch đây, mâm đĩa nè quý anh chị đó. Gương chiếu hậu thì chỉnh điện, gập điện, đèn báo rẽ trên gương nè. Và đặc biệt các quý anh chị là cái gương chiếu hậu này á, phía bên phần bên tài này nè, thì nó sẽ có chống chói cho mình luôn ha quý anh chị ha. Đó. Rồi chìa khóa thông minh, nút đề start stop, và cái khóa này mà khi mình nhét tay vào giờ nè quý anh chị, rất là thông minh, là mình là xe sẽ tự động mở cửa, rồi mình cầm chìa khóa mình đi xa thì xe nó cũng sẽ tự động đóng cửa cho mình luôn nha quý anh chị nha. Phần đèn hậu đi, phần đèn hậu là cái phần trang bị mới của chiếc xe mà em thấy cực kỳ đẹp quý anh chị ha. Phiên bản Luxury, đèn hậu full LED này quý anh chị, cảm biến va chạm phía sau, oppo đôi thể thao nè, đó, oppo đôi thể thao, cam lùi nè quý anh chị, cam lùi ở đây. Đối với cái dòng Luxury quý anh chị Premium á, thì nó sẽ có một cái oppo nhìn rất là thể thao và đẹp quý anh chị ha. Còn đối với phiên bản thấp hơn như phiên bản Deluxe á, thì cái phần oppo này nó sẽ chưa có, và nó sẽ là một cái dạng tròn tròn như vậy nè. Thì đợt sau em sẽ quay cái con phiên bản Deluxe cho quý anh chị xem ha. Đây ở phía dưới thì nó cũng có những cái đèn, một những cái thanh phản quang ở phía dưới nè quý anh chị. Đó. Thanh phản quang ở phía dưới nè. Rồi, một cái cánh lướt gió phía trên. Màu này cực kỳ đẹp đó quý anh chị ha. Đây một cái cánh lướt gió phía trên. Phía bên trong phần cốp quý anh chị thì nó sẽ được trang bị chúng ta phần lót sàn theo xe nè. Lót sàn cao su ha quý anh chị ha. Một cái miếng lót cốp ở đây, và ở phía bên trong kia sẽ có một cái túi cứu hộ nè, một cái thanh để một cái giá đỡ để gắn biển số nè quý anh chị. Đó. Bánh phụ con đội rồi thì nó nằm ở phía dưới đây. Đó, bánh phụ con đội thì nằm phía dưới nha quý anh chị. Và xe thì chúng ta có thể gập được cái hàng ghế trên đây nè. Đó, ở đây nó có cái nút nè quý anh chị, mình gập được cái hàng ghế trên để tăng thêm cái diện tích để đồ cho xe không chị. Đây cốp. Cốp này đóng thì cực kỳ nhẹ nhàng nha. Đóng nhẹ xuống cái là nó xuống rồi. Đó. Và phần nội thất xíu đi quý anh chị ha. Xe thì đã được trang bị sẵn trong ra những cái phim cách nhiệt Luma của Mỹ dán sẵn trên xe rồi quý anh chị. Đó. Từ nhà máy về, xe thì không cần trang bị thêm gì nữa nha quý anh chị nha. Xe về là chỉ có sử dụng thôi. Về phần tay nắm cửa nè quý anh chị, tay nắm cửa thì cũng được bọc da nè, rất là chỉnh chu ha. Bọc da rồi về cái phần da ghế phía bên trong quý anh chị thì đều được trang bị cho chúng ta là phần da màu đen nè, đó, và ở phía bên trong cái chỗ mà mình dựa lưng á, nó còn có những cái lỗ để thoáng khí, ngồi nó không bị đổ mồ hôi. Đó, đây. Phía sau đây thì cũng có chúng ta những cái phần như là bệ thì tay nè quý anh chị, để mở cái góc rộng ra nhìn cho nó rõ hơn xíu. Bệ thì tay nè quý anh chị ha. Đây, bệ thì tay, cửa gió điều hòa phía sau. Đối với phiên bản Deluxe thì chưa có cái cửa gió điều hòa này nha quý anh chị. Chỉ có phiên bản Luxury trở lên thì mới có cái cửa gió điều hòa này. Thật ra thì về cái phần trang bị trên những cái phiên bản của Mazda á, em thấy cũng cực kỳ hay nha quý anh chị, là đối với những cái trang bị của phiên bản thấp á quý anh chị, nó chỉ cắt những cái tính năng như cắt những cái trang bị như là ở cửa sổ trời ở phía bên trên nè,
đó. Còn đối với em thấy cái phiên bản luxury này nó cũng cực kỳ, trang bị cực kỳ nhiều nha quý anh chị nha. Đây, đè máy lên cho quý anh chị xem. Mazda thì nó có một cái đặc điểm là cứ đè máy lên buổi sáng là cái máy, tiếng máy sẽ rất là ồn phải không anh chị ha. Đây, ở đây chúng ta sẽ thấy là cái phần lên xuống kính là tự động hết 4 cái luôn nè quý anh chị. Gương điều chỉnh gương nè, ở đây cũng có bọc da cho mình luôn nè quý anh chị. Đó, điều chỉnh lồng gương phía bên trong ha, rồi khóa cửa nè. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái nút bật tắt cảm biến nè quý anh chị, rồi bật tắt cân bằng điện tử nè, nút i stop nè. Đây nút i stop nè. Rồi sẽ có nhớ ghế hai vị trí cho mình nè quý anh chị, đèn pha auto nè, rồi gạt mưa auto luôn. Đó, rồi có lại chuyển số sau vô lăng nè quý anh chị. Rồi trên vô lăng thì chúng ta sẽ có những cái nút như là đàm thoại rảnh tay, rồi cruise control nè quý anh chị ha. Đối với màn hình trung tâm nè quý anh chị, nó sẽ có một cái màn hình LCD ở giữa đây, tròn đây nè quý anh chị. Đó, còn hai bên đây thì vẫn là cơ nha quý anh chị nha. Phía bên đây thì thể hiện về 100 cây thì đi bao nhiêu lít nè. Phía bên đây thì thể hiện về xăng nè quý anh chị. Xăng của xe. Đó, nó sẽ chớp nè, hiện tại là đang gần hết xăng rồi đó quý anh chị. Chỗ này thì thể hiện nhiệt độ nè quý anh chị. Đó. Mưa, cái gạt mưa tự động của thằng Mazda rất là hay nha quý anh chị. Là khi mà quý anh chị gạt mưa tự động, mưa nó xuống một xíu thôi là nó gạt cực kỳ nhanh luôn và nó cực kỳ nhạy nha quý anh chị nha. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái loa chép ở phía bên trên. Loa của Mazda thì đối với loa tiêu chuẩn cũng rất là hay nha quý anh chị nha. Đó, loa tiêu chuẩn cũng rất là hay. Xe thì được trang bị chúng ta là 6 loa nha quý anh chị nha. 6 loa. Đây, ở phía bên phần trung tâm thì em thấy cái màn hình mới của Mazda cực kỳ đẹp nha quý anh chị nha. Thiết kế nè. Đó, thiết kế cực kỳ sang trọng luôn. Có một miếng trên đây thôi, màn hình này thì chưa có cảm ứng, mình sẽ điều khiển ở dưới cái nút ở dưới đây. Đó. Nhưng mà cái thiết kế ở cái phần phía bên trong của Mazda bây giờ quý anh chị nhìn nó rất là sang nha quý anh chị. Máy lạnh thì cực kỳ lạnh luôn. Lạnh sâu nè. Máy lạnh là tự động hai vùng luôn nè quý anh chị. Đây, vùng này. Rồi, phía bên trên đây cũng được bọc da cho mình nè quý anh chị. Ở đây cũng bọc da nè. Mà da của Mazda nó, em thấy cảm giác nó rất là mềm mềm nha quý anh chị. Sờ rất là đã luôn. Đây. Sờ rất là đã ha. Đó. Ở phía bên trên đây chúng ta sẽ có một cái gương chiếu hậu ở giữa này nè. Chống chói nè, kèm theo đó là full viền luôn nè quý anh chị. Đây. Đó. Cái này cũng chưa được gọi là full viền nhưng mà kiểu nó cũng rất là đẹp rồi quý anh chị. Đây. Đó. Ở phía dưới đây thì cái phần điều khiển của xe thì đây chúng ta sẽ có là phanh tay điện tử nè, auto hold nè, rồi nút tắt mở chế độ sport nè, cần số nè, được bọc da nè, cũng rất là tỉ mỉ nè. Đây. Rồi điều khiển cái màn hình nè quý anh chị, điều khiển màn hình phía bên trên. Đó, điều khiển màn hình. Dành là em sẽ tranh thủ để có thể tập luyện hết sức. Mở nhỏ. Đó, mở nhỏ cái này đi. Đó. Rồi ở phía bên trên đây thì chúng ta sẽ có một cái hộc để kính nè, rồi mở đèn ở phía bên trong. Đây. Ghế bên tài thì chỉnh điện nha quý anh chị nha. Còn ghế bên phụ thì vẫn chưa được chỉnh điện nha quý anh chị. Rồi ở phía bên trong cái phần hộc này quý anh chị, cái con ngựa này nhìn rất là sang ha quý anh chị ha. Cái phần hộc này á thì nó sẽ có cho chúng ta một cái tẩu nè để cắm nha quý anh chị. Rồi một cái tẩu để cắm rồi kết nối USB ở đây. Kết nối USB. Đây. Rồi. Phần cửa gió điều hòa thì 4 cái đây, một cái, thiết kế rất là đẹp và gọn gàng nha quý anh chị nha. Đó. Hiện tại thì em thấy cái giá của con phiên bản luxury này quý anh chị cực kỳ tốt luôn. Đó. Ngày xưa thì nó lăn bánh cũng gần 800 đó quý anh chị. Mà bây giờ đối với cái giá hiện tại thì em thấy giá xe cực kỳ tốt và ưu đãi luôn nha quý anh chị nha. Thì nếu quý anh chị nào mà đang quan tâm về cái dòng xe Mazda 3 phiên bản, những cái phiên bản như thế này, quý anh chị cứ liên hệ trực tiếp vào số hotline đang đặt ở phía bên dưới nha quý anh chị ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video lần sau. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video.